Trời ơi, tôi thương mà có đèn chớp chớp nha. Trời đẹp quá. Cảm ơn con. Được biết là con năm rồi cũng có làm mà năm nay lại càng làm to hơn nữa. Thì cô hai chúc con là cứ mỗi năm mỗi mùa trung thu là làm cho thật là nhiều để đem đến những món quà cho bà con cái dịp trung thu. Dạ. Thì bà con hãy ủng hộ cho gái tôi nha. Dạ. Cảm ơn Hữu Hoàng. Con đọc anh tên đi, đọc tên cho người ta biết đi. Dạ, bánh trung thu nàng tiên. Trời ơi. Giả mang gì trời ơi. Con cá nhà nó đẹp giả mang. Quá trời á. Con trời có là... anh Long. Trời cỡ như đó. Là lái cháy gì đó. Mày quá trời. Giờ tiên mình đi ăn ha. Ôi, mới vừa nhắc là nó mới nhắc bánh trung thu là cái bánh trung thu liền luôn. Có tiên, một hộp bánh rất là dễ thương. Dạ. À, vừa dễ thương mà vừa chất lượng nha quý vị, chứ phải dễ thương không nha. Đúng có nghĩa là nó vừa mang hình thức đẹp bên ngoài nhưng mà bên trong rất là ngon nha quý vị. À, do tiên chính thức sao em dạ xưởng 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 nhà làm luôn. Đúng rồi. Đây. Xưởng wow, nhà làm luôn. Nè bà con nhìn nè. Xưởng của nàng tiên. Để coi mình coi gì. Đợi mở ạ. Rồi, có đèn nữa hả? Dạ. Mày quý vị nhìn thấy không, cái bánh nhìn rất là đẹp nè mọi người, chất lượng. Cho nên bà con nào mùa này mà chưa có mua bánh mà muốn tặng cho bạn bè thì nên thử cái bánh của Châu Ngọc Tiên nha, bánh của nàng Tiên dạ, nha. Dạ, cái gì xưởng nhà làm cho nên là đi cam kết về chất lượng. Rồi liên lạc ở đâu, liên lạc có số điện thoại nào? Số điện thoại hotline 0902 781 366 hoặc 0918 380 138, hoặc là mọi người có thể liên lạc và có Zalo nha, hoặc là mọi người có thể liên lạc trên fanpage. Cái vlog này là em làm bị coi như là bất ngờ đó, cho nên không có kịch bản nha quý vị. Đúng không, mà thực sự là bánh ngon nha bà con, yên tâm chắc chú ăn bánh sẽ ngon. Tại vì Trí thì cũng khó chịu lắm. Dạ đúng rồi, biết mà. Bánh là bánh ngon, ông bánh chất lượng nha quý vị, chứ không phải là chỉ có hình thức đâu nha. Dạ trời ơi, quá mừng quá. Thank you em nhiều lắm. Bây giờ làm gì rau bán có bánh trung thu như vậy? Dạ, bánh trung thu nàng tiên của xưởng nàng tiên sản xuất ạ. Dạ nàng tiên đây hả? Dạ để nhờ một cái hộp nào đâu nữa, bởi vậy có má hai một cái công ty đi bán quay này nè, một cái công ty đại diện cho đại sứ cho công ty bán bánh trung thu đi đem theo có hộp bán hết rồi, giờ muốn mua hộp nữa không ra không? Sao vậy cô? Dạ nguyên xưởng mà đem có hộp kỳ quá hả? Dạ. Có lẽ là phải đem hết mỗi người hộp. Dạ, cái này con về con gửi hết. Dạ, con gửi sao? Nãy con đi ác qua con không có đem nhiều. Vậy hả? Dạ. Vậy là con đem có hộp thì nói chung là con không có phải không? Nè, đứng ở đằng kia nè, vậy chốt vậy? Trong cái hộp bánh trung thu dữ lắm. Dạ. Vậy? Châu Ngọc Tiên bán bánh trung thu mà đâu phải vừa gì. Bánh trung thu là nó thật sự rằng là biết bao nhiêu là người ta mời chị hai đó rồi. Nhưng mà chị nghe nói Châu Ngọc Tiên hay vừa đẹp mà vừa ngon. À, em nói có sai đâu. Bữa nay là hội tụ tất cả những nghệ sĩ mà cả Việt Nam luôn nha. Đêm nay là hội tụ cả nghệ sĩ của Việt Nam luôn. Có mặt á. Mà trời ơi. Một công ty vậy, một cái xưởng bánh trung thu Châu Ngọc Tiên vậy á. Đèn chớp dữ lắm, đem theo có một hộp là sao, tôi không hiểu lý do là sao. Lý do đi vậy sao quên đem vô đây rồi sợ tôi xin hay sao. Có thể là bữa nay em nghe nói con gái của anh là Châu Ngọc Tiên á, có làm đại sứ cho một cái công ty rất lớn của bánh trung thu phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Con là gì? Mở xưởng luôn. Cái câu đại sứ nó còn che đậy dùm cho cô được, còn cô là người chủ xưởng, là chủ xưởng luôn nữa, chủ xưởng luôn nữa. Cô là chủ xưởng, cô là chủ tịch của giám đốc của một cái công ty bánh trung thu mà nỡ lần nào hôm nay là cái ngày hội tụ tất cả nghệ sĩ trên Việt Nam, đất nước Việt Nam này có mặt tại đêm nay tối năm nay. Cô đem có một hộp bánh trung thu rồi đây cô bán là nghĩa cái gì? Là sao? Là sao? Cái này chỉ giới thiệu trước mà. Vậy đó hả? Nãy giờ thắc mắc hoài mà không ai trả lời, giờ có anh Châu, anh ba Châu Thanh trả lời thì trả lời cái thắc mắc đó, vậy là không có thắc mắc nữa. Nên rất mong em gái thông cảm, giới thiệu thôi nhưng không ngờ là em gái đã phát hiện. Đang đi là bay tới rồi ấy nha cho bộ. Rất hân hạnh được người em gái nghệ sĩ Thanh Hằng đã phát hiện ra. Vì vậy cho nên sẽ hẹn là sẽ gửi bánh để đến tận nhà. Một cái công ty, một chủ tịch, một cái chủ xưởng công ty bánh trung thu đem theo có một hộp. Cháu đã nói rồi, cứ đi ăn tiệc, đi hát. Em không có đủ mẹ nó gửi tới nhà. Cũng mong như mua mà một xe chị mua chứ đâu phải là cái lúc đó ta đem tới thôi, chị lấy hộp thôi. Sao mà có duyên quá, mua hộp thôi, chỉ có thổi miệng mới hiểu được anh nào. Hả? Chị chơi đẹp.
chụp, à, chụp với Tiên. Chị ca sĩ công nhận Tiên. Dạ. Em chị ký không? Ok. Sự kiện ở Thủ Đức và bây giờ đang hết sức là tranh thủ để mà chạy qua bên nhà hát Bến Thành để làm cổ động viên, cổ vũ cho anh Thanh, anh Châu Thanh. Mà ba hát là, theo tôi biết là ba hát là 10 giờ. Bây giờ là 9 giờ rồi, 9 rưỡi rồi, hy vọng là sẽ tới kịp nha, tới kịp để mà cổ vũ cho ba trong một cái đêm chương trình rất là đặc biệt, là đêm huyền thoại của anh Lưu Hoàng Gia Bảo, anh Gia Bảo tổ chức, có hội tụ rất rất nhiều, một chương trình phải nói đúng đúng nghĩa đúng là đêm huyền thoại á, có 102 chỉ một đêm duy nhất, nên là một chương trình đặc biệt như vậy, nhưng mình phải đến để cổ vũ cho ba cũng như tất cả các cô chú nghệ sĩ trong chương trình. Và cái tiết mục của ba cũng rất rất là đặc biệt, mà đã tập trong suốt mấy ngày nay á, thì thấy ba đi tập suốt á. Đó, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ vô chúng ta cổ vũ cho ông ba. Hôm nay Cacao chạy số gì Tiên? Đây là Châu Ngọc, con tên gì? Dạ, Châu Ngọc Kim Cương. Ok, Châu Ngọc Kim Cương hôm nay đi chạy số, vui không con? Dạ, vui. Vui. Rồi bây giờ, nhưng mà bây giờ mình qua bên này mình sẽ không có hát, mà mình sẽ cổ vũ cho ông ba, mình coi ông ba hát nha. Dạ. Cổ vũ sao đâu? Cổ vũ sao? Hú lớn lên ha, vỗ tay lớn lên. Cổ vũ cho ông ba tên gì? Ba Châu Thanh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhà hát Bến Thành thẳng tiến. Và bên ngoài thì tuy là trời hơi mưa chút nha. Cũng may là mình hát ở sự kiện thì cũng không phải là sân khấu ngoài trời. Còn chương trình của ba thì cũng là ở trong rạp nhà hát Bến Thành, rạp rất là sang trọng, rất là tuyệt vời. Rất là may luôn chứ sân khấu ngoài trời xỉu á. Nên Tiên nghe nói ở nhà hát Bến Thành thì khán giả cũng rất là đông, và con cô bác ủng hộ chương trình rất là đông luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị, mời mọi người sẽ cùng vào bên trong hậu trường sân khấu với Châu Ngọc Tiên để xem ba Châu Thanh đang chuẩn bị tiết mục như thế nào. Yeah, chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau tiếp tục. Mới chào ba dạ. Với mẹ. Dạ. Hai người con. Dạ. Đang quay đó chú yêu. Đang quay. Ủa ngủ. Vậy hả? Đang quay mà ông mới đứng 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 đây. Đứng cười. Ok. Dạ ơi chú đi nha. Đi. Dạ. Đi. Dạ chào chú. Dạ. Ba người chồng. Em chào chị Quyền. Em chào chị Quyền Châu. Hi, hello, hello. Em quay chị Quyền Châu. Hello, chú mình nhảy về gặp không? Dạ có, thấy mới quay chú ngoại xíu. Chụp hình với chú. Rồi vô, đi con thương không? À, chào cô. Dạ, thấy con gái cưng luôn. Cô yêu, lâu quá không gặp cô. Con cháu mình không gặp. Không gặp luôn á. Lâu quá cô cháu không gặp nhau, cái gặp nhau cái là nó phải quay liền. Vậy đó hả? Không mà cô đứng gần con mắc cỡ á. Sao dạ, cô là cỡ lộng lẫy vậy thôi chứ trời ơi. Lâu lắm mà thương, lắm mà thương mẹ. Trời ơi, từ nhỏ xíu luôn á. Rồi bây giờ, không nghĩ là con tôi bây giờ. Quá gì, quá xinh, quá xinh, quá xinh. Cảm ơn cô yêu, cô hát chứ. À, cô biết mẹ thứ 9 thằng con. Dạ, thứ 9. Ồ, của ba con là thứ 10 á. Tưởng đâu là tới không kịp á. Tranh thủ chạy, chạy quá vậy chạy. Dạ, mới hát Thủ Đức xong. Ồ, đúng rồi. Dạ. Mà ta vẫn hát mà, sự kiện
nó đâu phải hát ngoài trời, hát sự kiện. Sự kiện thì mưa gió thì mưa, chứ khách vẫn đông mà mình vẫn hát thôi. Dạ, dạ, dạ. Ông ba đâu? Ông ngoài kia hả? Ai dẫn đi vô vậy? Đâu ai dẫn thì tự đi vô thôi. Ta thấy thì ta cho vô thôi. Dẹo anh, dẹo bà ơi, dẹo bà ơi. Mà tính đuổi vậy hả? Đuổi chết tôi à. Ủa ba nè. Ờ chào con. Những người nổi tiếng bên dưới cải lương không? Huyền thoại người không? Nhân dân thoại như chị ca mùi quá. Bữa hát cô Nguyệt mình tập dùm mình khóc, cảm xúc cảm động, cảm xúc tập dùm mà hát như thiệt. Dạ. Dạ có dạ chị. Dạ trời ơi giả man, trời ơi con cá nhà nó đẹp giả man quá trời á. Con trời của anh Long cỡ đó là lái cháy gì đó mày quá lắm. Trời giờ tiên là mình chụp dạ 3 giây nha. Anh Dương Lâm Dương tấm Lâm đẹp qua đây người đẹp vô kiếm cương vô có ừ nãy giờ quên kim cương rồi. Giữ. Trời không là chụp kìa, cứ là dư. Rồi, lâu quá mới gặp. Càng nãy càng đẹp là sao ha? Dạ. Khó mới hiểu quá. Càng đẹp ha. Tiên, tiên mà ba. Ừ. Dạ. Ủa ba hát cái một thứ mấy ba? Tiết một thứ cuối. Thứ cuối. Ba kế cuối. Tuần gì ba, tuần gì ba? Tô Ánh Nguyệt. Ba đánh gì con? Ba tập giùm ba. Dạ. Ba tập giùm cho ba Long của con. Đúng rồi. Ông đi Hà Nội cũng về không kịp, ba tập giùm. Hôm qua chị có quay được. Tưởng là anh hát. À, có tưởng đâu ba hát tuần đó. Để em hỏi bên VT có làm cái chương trình khách sạn 5 sao đó. Anh với lại Tiên ra được nha. Dạ hả? Để em sáng mai em hỏi. Rồi. Cái gì quay cái chương trình nó cũng vui lắm. Dạ hả? Vui. À. Cha con rồi. À anh. Chị. Chào con. Ừ. Sao rồi? Dạ ok. Lâu quá không gặp. Lâu quá không gặp. Anh ơi thấy tụi nhỏ về bao lâu thấy mình buồn. Ờ dạ gia đình về bao lâu rồi? Không còn em bán lắm mà bộ gì. Trời còn đẹp trai không dạ. Thấy mấy con lớn bao lâu nữa thấy mấy đứa con lớn rồi thấy mình buồn á. Giống như anh em chị em nhau thôi có gì đâu. Cũng được thế nào bao lâu còn đẹp mình lắm. Mình không thể nào mà mình cứ sườn làm ngá được. Bao lâu bị nhon lắm bao lâu còn tin lắm. Tin lắm luôn. Tin lắm lo gì lo gì. À đó. Bây giờ là sắp xuống rõ rồi. Wow. Ủa ba quên trong tin này. Quên. Trời anh ba. Sao vụ gì vlog nữa hả? Đúng rồi trời. Bởi vì vô là có vấn đề. Có vấn đề liền. Đúng rồi. Nay em đi hát ở đâu vậy ạ? Thủ Đức ạ. À. Thủ Đức hả? Thủ Đức. Sự kiện về cái à, năm nay bến Trung Thu sao rồi bác được không em? Trời ơi có đem vô chủ đề liền, vô chủ đề liền. Hay quá. Lâu lâu mày không? Dạ, bánh bánh đâu ta? Đợi em xíu rồi em kiếm rồi, cái bánh em đâu rồi ta? Nè anh ba. Trời ơi, mới vừa nhắc là có mấy bánh Trung Thu là có bánh Trung Thu liền luôn. Có liền. Một hộp bánh rất là dễ thương. Dạ. À, vừa dễ thương mà vừa chất lượng nha quý vị, chứ phải dễ thương không nha. Đúng rồi. Có nghĩa là nó vừa mang hình thức đẹp bên ngoài nhưng mà bên trong rất là ngon nha quý vị. Bà con nào mà chưa thử thì nên thử nha, tại vì bánh Trung Thu của Tiên làm á là nó rất là đặc biệt. Dạ. Cho anh khui thử ha. Yes, khui anh ba. Có nghĩa là bánh của Tiên làm á nó sẽ xưởng làm xưởng nhà. Nó sẽ nó đã là do Tiên chính thức sao em dạ xưởng nhà làm luôn. Đúng rồi. Đây. Xưởng nhà làm luôn. Nè bà con nhìn nè.
xưởng của nàng tiên. Để coi mình coi gì. Đợi mở ạ. Trời ơi, có đèn nữa hả? Dạ. Hình như năm ngoái không có đèn phải không? Có không? Năm ngoái không có đèn. Ủa, năm ngoái em cũng gửi bài hộp VIP đó, cái này hộp VIP bên em á. Năm ngoái hình như nhớ là không có đèn. Nhiều khi anh ba quên mở á. Phải không? Dạ. Có cái nút cái mở hả? Là nó luôn có đèn. Đây cái là sau. Có cái nút mở ở đây. Bánh thang tre sữa dừa. Dạ. Thập cẩm chai. Matcha ô long hạnh nhân, gà quay lạp vị sốt sambal hai trứng, một trứng, hạt sen cơm sữa. Mày quý vị nhìn thấy không? Cái bánh nhìn rất là đẹp nè mọi người. Chất lượng. Cho nên bà con nào mùa này mà chưa có mua bánh mà muốn tặng cho bạn bè thì nên thử bánh của Châu Ngọc Tiên nha. Bánh của nàng Tiên dạ, nha. Dạ, cái gì xưởng nhà làm cho nên là đi cam kết về chất lượng. Rồi liên lạc qua đâu? Liên lạc qua số điện thoại nào? Số điện thoại hotline 0902 781 366 hoặc 0918 380 138. Hoặc là mọi người có thể liên lạc và có Zalo nha, hoặc là mọi người có thể liên lạc trên fanpage. Cái vlog này là em làm bị coi như là bất ngờ đó cho nên không có kịch bản nha quý vị. Rồi, không mà thật sự là bánh ngon nha bà con. Yên tâm. Chú anh bánh sẽ ngon. Tại vì Trí thì cũng khó chịu lắm. Dạ đúng rồi, biết mà. Bánh là bánh ngon, ông bánh chất lượng nha quý vị chứ không phải là chỉ có hình thức đâu nha. Dạ, trời ơi, mừng quá. Thank you em nhiều lắm nha. Dạ, chúc anh ba rồi nữ hoàng rồi. Nữ hoàng đang làm xin nữ hoàng á, quần chúa Mông Cổ hình, đúng rồi, phải xin dụng nữ hoàng chụp với cái tấm hình rồi, cái dĩa qua chụp với nữ hoàng tấm hình như nè, nữ hoàng thứ năm kìa. Mời đây, xoay máy qua, xoay máy qua nữ hoàng cho lấy dĩa nữ hoàng chú. Ơi nãy giờ nữ hoàng ít có không dám lại. Dạ nữ hoàng đây. Dạ ở trung thu mà có đèn chớp chớp nữa nha. Trời đẹp quá. Dạ rồi, cảm ơn con rất là nhiều. Đảo quá. Bà chú ơi. Dạ. Nhớ ủng hộ cho gái tôi nha. Trời ơi, đã quá, cho mượn mấy cái anh ba. Quên. Rồi được nữ hoàng cầm. Đâu phải dễ đâu. Phước lắm á. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Được biết là con năm rồi cũng có làm mà năm nay lại càng làm to hơn nữa. Thì cô hai chúc con là cứ mỗi năm mỗi mùa trung thu là làm cho thật là nhiều để đem đến những món quà cho bà con cái dịp trung thu. Dạ. Thì bà con hãy ủng hộ cho gái tôi nha. Dạ. Đó. Cảm ơn nữ hoàng. Con đọc anh tên đi, đọc tên cho dạ, ta biết đi. Dạ, bánh trung thu nàng tiên. Bánh trung thu nàng tiên, xưởng nhà làm. Dạ, xưởng nhà làm nên là đảm bảo cam kết về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Bánh không có ngọt nhiều. Rồi. Dạ. Không dạ. Có chất bảo quản phải không? Dạ, cho không, nên là dạ, ăn không. Trong vòng tuần lễ thôi. Dạ, dạ đúng rồi. Không có chất bảo quản, đảm bảo không chất bảo quản. Nãy giờ làm gì rau bán có bánh trung thu như vậy? Dạ, bánh trung thu nàng tiên của xưởng nàng tiên sản xuất ạ. Dạ. Nàng tiên đây hả? Dạ. Để nhờ một cái hộp nào đâu nữa, bởi vậy có má hai một cái công ty, một cái công ty đi bán quay này nè, một cái công ty đại diện cho đại sứ cho công ty bán bánh trung thu đi đem theo có hộp bán hết rồi, giờ muốn mua hộp nữa không ra không? Sao vậy cô? Dạ nguyên xưởng mà đem có hộp kỳ quá hả? Dạ. Đáng lẽ là phải đem hết mỗi người hộp. Dạ, cái này con về con gửi hết. Dạ, con gửi sao? Nãy con đi ngát qua con không có đem nhiều. Vậy hả? Dạ. Vậy là con đem có hộp thì nói chung là con không có phải không? Ủa bán thiệt hả? Dạ. Bán bánh thu hả? Con mở xưởng năm ngoái với năm nay mở xưởng nó rộng hơn. Bánh trung thu do thiệu gì? Dạ nàng tiên. Nàng tiên. Nàng tiên, nàng tiên đẹp quá nè, nàng tiên xinh quá nè. Đẹp giống cô Mỹ. Con khoái cô Mỹ lắm á. Dạ. Dạ. Ủa con mới bệnh về hay là con ở bên này? Dạ, bữa giờ con ở đây. Dạ. Dạ. Má hai nói chuyện có duyên lắm. Dạ. Thu rồi đem con ngọt bán hết rồi. Dạ. Vô luôn em. Dạ. Vô luôn em. Vậy. Vô. Không, cô ta làm nó có gì? Có. Xưởng bánh trung thu mà đem thì có ngợp. Mà nó cái giọng đi nó cười lắm. Ừ, vậy. Giờ muốn mua không có ngợp thứ hai. Đi. Mà. Để hàng sáu. Dạ. Để mở ra.
tôi nghe đứng ở đằng kia nè, chốt rồi trong cái hộp bánh trung thu dữ lắm. Mấy ai vậy? Châu Ngọc Tiên bán bánh trung thu mà đâu phải gì vừa gì. Một đại sứ, chuyện bôi đi. Một đại sứ của một công ty bánh trung thu rằm tháng 8 tới nơi rồi. Thấy đằng kia quảng cáo bánh trung thu cái hộp đèn quá trời đèn sáng. Lúc tính mua hộp nữa đặng mà mình ăn hàng hỗ trợ ủng hộ mà. Dạ con đem có hộp bán. Ăn ăn nói lên nói là dạ. Con đem có hộp. Giờ xin giờ. 1 2 3 2 3. Rồi cảm ơn. Cơ hội mang đến tập trung với toàn thể tất cả nghệ sĩ nha. Nghệ sĩ toàn thể Việt Nam có mặt trong tối đêm nay. Cơ hội không đem. Thưa đem có một hộp bánh trung thu. Anh luôn mà ship tới liền ngàn hộp thì mới được thiệt. Tức con tức quá trời. Buôn bán cái kiểu để con đi hát con đâu có nhớ đâu. Đó. Buôn bán vậy thôi. Quá kỳ. Bởi vậy con phải học hỏi kinh nghiệm. Bánh trung thu là nó thật sự rằng là biết bao nhiêu là người ta mời chị hai lắm rồi. Nhưng mà chị nghe nói Châu Ngọc Tiên hay vừa đẹp mà vừa ngon. À, em nói có sai đâu. Bữa nay là hội tụ tất cả những nghệ sĩ mà cả Việt Nam luôn nha. Đêm nay là hội tụ cả nghệ sĩ của Việt Nam luôn. Có mặt á. Mà trời ơi, một công ty vậy, một cái xưởng bánh trung thu Châu Ngọc Tiên vậy á. Đèn chớp vừa dữ lắm, đem theo có một hộp là sao tôi không hiểu lý do là sao. Lý do là đi dạy xô của anh đem vô đây rồi sợ tôi xin hay sao. Dạ phát hiện nãy giờ, nãy giờ nói chuyện cho đã giờ mới phát hiện có nội gián. Nội gián dạ đâu nội à? Gián nội gián dạ, từ đâu phóng vô đây để chỗ này nãy giờ con không hay luôn đâu. Trời ơi tính ra con để nãy giờ luôn á. Trời ơi dạ nãy giờ luôn đó. Quá là chuyện hoàn lắm ơi, quá tuyệt vời rồi. Quá là nãy giờ không ba quay cả buổi luôn. Quay cả buổi xong rồi mới phát hiện mới, được cái này mới, hay mới phát hiện là có nội gián. Nội gián nhưng mà nãy con gắn vô luôn mà không hay luôn. Không hay luôn nữa đó. Không hay luôn. Dạ em gái tôi này đây là em là em nghệ sĩ Thanh Hằng được hát chung một trích đoạn với lại anh Ba Châu Thanh nhưng mà không phải hát chung vai. Em đóng vai bà một cái bà gái Tây Hạ còn đây là trai Mông Cổ. Em là gái Tây Hạ còn đây là trai Mông Cổ cho nên nó không có hợp rơi với nhau. Nhưng mà có cái rằng là bữa nay em nghe nói gái của anh là Châu Ngọc Tiên á có làm đại sứ cho một cái công ty rất lớn của bánh trung thu phải không? Đúng vậy, đúng vậy. Con là gì? Mở xưởng luôn chứ không phải đại sứ. Mở xưởng luôn. Cái câu đại sứ nó còn che đậy giùm cho cô được, còn cô là người chủ sứ là chủ xưởng luôn nữa, chủ xưởng luôn nữa. Cô là chủ xưởng, cô là chủ tịch của giám đốc của một cái công ty bánh trung thu mà nỡ lần nào hôm nay là cái ngày hội tụ tất cả nghệ sĩ trên Việt Nam, đất nước Việt Nam này có mặt tại đêm nay tối năm nay. Cô đem có một hộp bánh trung thu rồi đây cô bán là nghĩa lý gì? Là sao? Là sao? Cái này tôi giới thiệu trước mà. Vậy đó hả? Nãy giờ thắc mắc hoài mà không ai trả lời, giờ có anh Châu, anh Ba Châu Thanh trả lời thì trả lời cái thắc mắc đó vậy là không thắc mắc nữa. Nên rất mong người gái thông cảm. Em nghĩ giới thiệu thôi nhưng không ngờ là em gái đã phát hiện. Đáng lý là phải tới rồi ấy cho bộ. Rất hân hạnh được người em gái nghệ sĩ Thanh Hằng đã phát hiện ra như vậy cho nên sẽ hẹn là sẽ gửi bánh để đến tận nhà để... Em không, em cố ý của em là em muốn rồi, có thêm này, một người nữa bà này đã bà làm tiêu rồi rồi cái chữ đó nó nằm ở trong đó đó bà lẹo lưỡi đó bây giờ, ai nói gì cũng phải là cứ kênh đi. Cốt ý của chị là chị muốn mua để ủng hộ mà một cái công ty một chủ tịch một cái chủ xưởng công ty bánh trung thu mà đem theo một hộp có khúc hát cháu đã nói rồi nó đi ăn tiệc nó đi hát em không có đủ mà nó gửi tới nhà cũng mong như mua mà một xe chị mua chứ đâu phải là chị đó ta đem tới thôi chị lấy hộp thôi sao mà có duyên quá nè mua hộp thôi chỉ có thổi miệng mới hiểu được tên nào thôi.
Này biết luôn á, biết cho mình biết luôn. Tới cửa hàng con đem một hộp thôi. Dạ. Dạ. Lắm hộp. Cái gì? Cô Mỹ. Xong rồi, khỏe rồi. Xong rồi, bay còn làm giám khảo nữa mà. Dạ hả? Em mới về anh đuổi em đi nữa. Đã, đã. Là người ta mời số, em còn ở đây tới giữa lớp 10 lần ăn. Ờ, nãy giờ em cũng nghe Phong Khanh á, tuy rằng em không phải nhiều chuyện nha. Em ngồi đó, em lắng tay, em bên đây em nghe anh ba nói chuyện mời má Ngọc vào. Em lắng tay bên đây em nghe anh nói mời Thợ Mỹ mà anh chưa có mời em nha. Chưa có tên mình nha. Dạ. Tên bỏ nhỏ sao? Ừ, biết anh chưa mời em nè. Có một lần mời cô này nè. Không phải anh. Em yên tâm đi, anh mời chị Sáu với lại Thợ Mỹ con xô mà em ba xô. Cho nên anh sợ người ta nghe. Thợ Mỹ, thương Thợ Mỹ gì đó. Có mời cổ, có một lần cổ tức lắm. Tại vì cô kẹt xô mà cái xô này cũng chùa nên cô nói em không thể từ chối được. Rất mong anh thông cảm, ông thầy ông nói tối nay tôi có quảng cáo ô tên hàng rồi không có cho tội nghiệp tôi quá. Ai ngờ đâu, nói thôi thông cảm thì anh cũng xin chủ nhà thông cảm. À, hẹn mới có chụp hình rần rần ha. À, rồi. Rồi thôi bây giờ cái chuyện bánh trung thu mình tạm dừng lại. Bánh trung thu tạm dừng tại đây đi. Tạm dừng đi ha. Rồi cháu sẽ gọi đến, nó gửi đến một xe ha. Rồi hôm nào con phải ủng hộ chân gà của con. Dạ. Trời ơi ngon lắm. Ba chưa ăn mà ba chỉ có là nghe. Nghe nói không nghe nói thôi đó. Nghe đồn thôi đó. Nghe đồn. Nghe cô nói hồi mà dịch đó cô bán quá trời luôn. Rồi thôi chụp hình đi. Vô chụp hình đi. Chụp hình đi. Vô. Không ghê là mất người lại nha. Dạ con ba hát nè. Trời ơi vui kìa. Vui không? Vui không? Vui không? Vui không? Này thấy ông ba mặc đồ lạ không? Ông ba mặc đồ lạ không? Lạ lạ. Dạ nói đi. Dạ lạ. Vui quá vậy? Hả? Chuyện con ba hát mà nó vui vậy kìa. Tới ông ba hát rồi nè. Nhiều chuyện. Cho luộc tiên đang chụp. Rồi, mẹ giá tiên rồi.
rồi đẹp. Ui, rồi anh vô đi, vô đi. Rồi xe tới. Bye bye em đi. Bye bye bye, rồi xuống đi. Dạ, dạ, bye bye. Bye bye. Đây là con của chú Như Thanh nha cả nhà. Vậy rồi nè, xe mẹ trả tiền rồi phải không? Lan chưa trả tiền là xe mẹ là 40.000, 70. Lan là 45.000. Cho Ngọc Tiên nha cả nhà. Họ đi vòng vòng quay xung quanh luôn ha, chia sẻ với chú anh chị, tại vì bà con đang chụp hình nên hội không phải nhận cảnh được. Chú Vũ Thành hiện tại bây giờ đang về cả nhà. Cho một kia cũng về luôn cả nhà, là dễ thương luôn. Hiện tại giờ mưa lớn mà các chú anh chị, mưa rất là to luôn ha. Nó không giả đang về từ từ.